tân bóng nghệ thuật. Bộ môn xuất hiện tại Việt Nam trong vài năm gần đây và không ngừng thu hút các bạn trẻ tham gia. Là môn thể thao mới lạ với phong cách trình diễn đường phố, tân bóng nghệ thuật dễ dàng chinh phục sự khám phá và sáng tạo của giới trẻ. Bộ môn này đòi hỏi người chơi kết hợp nhuần nhuyễn các kỹ thuật, cảm xúc và nhất là sáng tạo không giới hạn. Chính trải nghiệm vừa gần gũi vừa mới lạ này, tân bóng nghệ thuật dễ dàng đánh thức đam mê của giới trẻ. Đến với thi đến với một bóng đá nghệ thuật rất là bất ngờ. Thật là chẳng qua là đi đá banh không được đá nhiều, nên thành ra thời gian rạch rỗi ở ngoài đứng tân bóng, rồi tự nhiên có cái cảm giác đối với cái quả bóng tròn này. Từ đó mỗi ngày tập luyện thì nó bắt đầu nó hình thành những cái kỹ năng riêng. Rồi thì bắt đầu lên mạng xem nhiều cái clip của thế giới, họ cũng tập những cái kỹ thuật giống thi mà trình độ cao hơn. Đó là cái cơ hội thi học hỏi và tiến xa. Tính đến thời gian này thi tự tập từ 2007, 2009, 2010 thì bắt đầu tập thường xuyên hơn. Nếu mà tính ra thì tập tới bây giờ là 6-7 năm tầm đó, khá là lâu đối với một người như thi. Còn các bạn trẻ sau này tập chừng 1-2 năm thì có thể có những cái skill khá là khó. Mà đối với thi nhìn các bạn trẻ đó thì còn thật sự bất ngờ, kinh ngạc về cái khả năng của lớp trẻ sau này. Nghệ thuật là không có giới hạn, bộ môn này cũng vậy. Tân bóng nghệ thuật không hạn chế tuổi tác. Môn chơi này cũng không đòi hỏi sân bãi, trang thiết bị phức tạp mà bất cứ ai cũng có thể tập luyện. Chỉ cần một trái bóng và một đôi giày thể thao là bạn đã có thể thỏa sức sáng tạo. Hệ thống kỹ thuật của môn chơi này dần được định hình. Từ những kỹ thuật cơ bản như tân bóng bằng đầu, lòng bàn chân, xoay bóng bằng ngón tay, đảo chân quanh trái bóng trên không, cho tới những kỹ thuật khó hơn như cân bóng bằng đầu, giữ bóng bằng lưng, tân bằng gối, hay cao hơn nữa là kỹ thuật điều khiển quả bóng với nền nhạc để gia tăng sức hút với người xem. Về kỹ thuật của bộ môn này thì nó có vài kỹ năng chính thôi. Bốn cái kỹ năng và tân bằng đầu, khả năng khống chế bóng bằng chân lúc đứng, khả năng lúc khống chế bóng lúc ngồi mà có thể nằm nữa, và khả năng khống chế bóng lúc đang rê bóng, chắp bóng trên sân. Đó là những cái kỹ năng cơ bản trong có thể phân ra được trong bóng đá nghệ thuật. Còn chuyên sâu trong từng cái kỹ thuật cơ bản đó thì sẽ có những cái skill riêng cho từng cái nhóm cơ, nhóm bộ phận khác nhau. Với việc phải sử dụng rất nhiều bộ phận trên cơ thể để luyện tập, người chơi còn rèn luyện cho mình sự dẻo dai, bền bỉ cho các khớp xương và cơ. Điều này cũng mang lại một cơ thể nhanh nhạy và khỏe mạnh. Không những thế, khi tham gia tân bóng, người chơi vẫn có thể rèn luyện cho mình một đôi chân nhanh nhạy, linh hoạt và một tinh thần bền bỉ. Đối với nữ thì rất có nhiều trò chơi nhẹ nhàng, nhưng mình nghĩ bóng đá nghệ thuật một đơn cũng rất là nhẹ nhàng. Mình phối hợp cả chân, đầu, tay, nó phối hợp tất cả các bộ phận, nên mình nghĩ nó cũng như các môn khác. Bên cạnh những lợi ích về thể chất, chính bộ môn này cũng đã quy tụ nhiều bạn trẻ tạo nên một sân chơi tập thể để giao lưu và học hỏi lẫn nhau, vì chủ yếu bộ môn này, đa số các bạn đều tự tập mà không qua trường lớp. Điều đó cũng phần nào giúp các bạn thư giãn tinh thần sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng. Tân bóng nghệ thuật ngày nay đã đến gần hơn với những người trẻ hâm mộ thể thao. Hơn nữa, bộ môn này cũng góp phần nuôi dưỡng tài năng trẻ, giúp các bạn có thêm niềm tin để sống trọn đam mê với bộ môn thể thao đường phố.